nằm trên trục đường Sương Giang, thành phố Bắc Giang, giao thông thuận tiện, xưởng dịch vụ chính hãng Kia Bắc Giang tại địa chỉ thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Với quy mô hơn 3.000m² và trang thiết bị hiện đại đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Bắc Giang, đồng thời khẳng định đẳng cấp thương hiệu Kia tại Việt Nam. Khách hàng khi tới xưởng dịch vụ Kia Bắc Giang, dù tham quan hay sử dụng dịch vụ đều sẽ cảm nhận được sự tiếp đón chu đáo, nhiệt tình và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên. Đặc biệt, khách hàng sẽ có được cảm giác thư thái tại phòng chờ sang trọng, phục vụ chuyên nghiệp, đồ uống được phục vụ với các dịch vụ giải trí và có thể tận mắt chứng kiến các kỹ thuật viên chăm sóc xế yêu tại xưởng. Đẳng cấp, chuyên nghiệp và tiện nghi là những điều mà khách hàng sẽ được trải nghiệm mỗi khi sử dụng dịch vụ tại xưởng Kia Bắc Giang. Được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên biệt theo tiêu chuẩn thương hiệu Kia. Cơ sở vật chất hiện đại với các khu vực chức năng đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng về bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp phụ tùng chính hãng. Các khoang sửa chữa được trang bị hệ thống máy móc theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu, máy cân bằng động bánh xe, thiết bị chuẩn đoán và các thiết bị hiện đại để kéo nắn và phục hồi xe tai nạn. Bên cạnh sự rộng lớn về quy mô, cơ sở vật chất xưởng dịch vụ Kia Bắc Giang, đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên được đào tạo chính quy, có chuyên môn giàu kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật những kiến thức công nghệ tiên tiến nhất. Thái độ phục vụ niềm nở, tận tâm cũng là yếu tố gia tăng niềm tin khách hàng cho xưởng dịch vụ Kia Bắc Giang, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Kia tại Việt Nam. Để chúng tôi được phục vụ quý khách hàng tốt hơn, trước khi đến làm dịch vụ, quý khách vui lòng gọi điện đến số hotline của Kia 0901 888 387 để đặt lịch hẹn và được tư vấn sửa chữa. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng.